khu vực ẩm thực ở trên đảo Hòn Lao, đảo Kỷ, nằm trong khu vực Vịnh Nha Phu của thành phố Nha Trang. Từ đảo Khỉ nhìn vào lại quốc lộ 1A, khu vực đoạn qua huyện Ninh Hòa. Nghe được tiếng gió rít của gió biển. Toàn bộ khu vực này sẽ được cải tạo lại để có một cái cảnh quan bãi biển xinh đẹp hơn. Hoa phượng rất đẹp quý vị nha. Biển trời, mây nước rất đẹp.